xôn xao chồng dẫn Tiểu Tam về tận nhà, bị vợ phát hiện, Trà Xanh bỏ chạy trong tình trạng tơi tả. Chồng dẫn Tiểu Tam về tận nhà. Sự việc sau đó được chị vợ phát hiện và gọi người thân đến giúp, Trà Xanh chạy khỏi nhà trong tình trạng váy áo bị giật. Xé tơi tả khiến dư luận xôn xao. Mới đây, đoạn clip, hình ảnh về vụ đánh ghen khi chồng dẫn Tiểu Tam về tận nhà khiến dư luận xôn xao. Theo thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, người chồng đã dẫn Tiểu Tam về tận nhà sau đó bị chị vợ phát hiện. Lúc này, người vợ liền gọi người thân, hàng xóm đến bắt cặp đôi này tại trận. Theo hình ảnh chia sẻ, dưới sàn nhà có khá nhiều tóc và người được cho là chị vợ đang cầm chiếc kéo. Đoạn clip cho thấy, cô Tiểu Tam sau đó bị giật váy, áo tả tơi, cô này đã bỏ chạy khỏi căn nhà trong tình trạng váy áo xộc lệnh. Người quay clip cũng đuổi theo buông lời dọa dẫm và nói lớn, đừng ai chứa chấp cái loại đấy nhé. Ngay sau khi được chia sẻ, hình ảnh, thông tin về vụ việc đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều người cho rằng, trong clip không thấy cô gái bị đánh nhưng nếu xảy ra việc cắt tóc, giật xé váy thì không nên. Một số khác thì cho rằng, cô vợ đã giữ được bình tĩnh khi không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Hiện chưa rõ sự việc xảy ra ở đâu và giải quyết ra sao. Tuy nhiên, hiện đoạn clip, hình ảnh về vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.